Con mở cửa đi. Đi học rồi. Sao tay con lạnh thế con? Tay nó phải nước lạnh rồi. Dạ, con phải con nước lạnh. Nhưng mà con thấy cái này đang rồi. Con thấy cái này đang chưa? Dạ rồi. Nam sạch đúng không? Ok. Đi thôi. Nhà tầng 2 cũng tiện, đi xuống cái là đến nơi luôn. Anh chị đi học đấy, cô Phong đi học này, đi học đi bộ đi học luôn. Chạy nhanh đấy Phong, đợi bố nào. Ơ đắp tay bố nào, tay còn lạnh quá. Qua con đừng nghỉ hết đi học nhỉ? Được nghỉ. Tại vì sao? Ngoan. Tại vì hôm qua là chủ nhật nên con đừng nghỉ. Ngoan thì đi học cũng ngoan chứ sao, đúng không? Đúng rồi. Đi học cũng vui mà, đúng không? Đi học vui tuyệt vời luôn, có các bạn đúng không? Có cô giáo. Con đi học con được học gì nhỉ? Được hát bài gì, cô dạy cho con hát bài gì? Hôm trước thứ bảy ấy, con được hát bài gì nhỉ? Cô dạy nhá. Hôm đấy có được học hát đâu, hay học gì? À, học bài gì? Học chữ à? Hay là gì? Học đếm à? Học gì? Có nhớ không? Học gì nhỉ? Học vẽ. À, học vẽ à? Vẽ hình gì? Con vẽ hình gì? Học chủ đề vẽ hình gì? Vẽ hình phong cảnh à? Hay là con vật? Vẽ hình phong cảnh hay con vật? Hả? Cô chẳng biết hết à? Không. Tôm và Jerry và ngôi nhà. Tôm và Jerry và ngôi nhà. Thế là Phong vẽ được tôm và Jerry về ngôi nhà, thì các bạn cũng vẽ tôm và Jerry hay là các bạn vẽ cái gì con nhỉ? Thôi. Các bạn cũng vẽ tôm và Jerry luôn á? Dạ. Tôm màu đúng không? Hay là cả vẽ nữa à? Con vẽ nữa hay là chỉ tôm màu không thôi? Cả vẽ luôn đi ạ. À? Giỏi đấy nhỉ. Bạn nào vẽ đẹp nhất ở lớp? Hả? Ờ nhưng mà bạn nào vẽ đẹp nhất? À đấy. Đến đoạn này là bị
nhạc ở trường vi phạm bản quyền nên là cái phải tắt tiếng đi. Thì đoạn này là Hải Phong đi cất dép. Đó, cất dép vào đúng cái vị trí của mình, đúng lớp của mình. Ok, và bây giờ hai bố con bắt đầu đi đến lớp. Con chờ bố. Con chào cô chưa? À, bằng em chào cô. Con cắt đồ đi con. Đi nào, cắt sữa, cắt bánh vào, nhanh lên. Cắt đồ đi nhá. Đúng rồi. Cắt vào đường ăn của con nha. Đây mũ của con đây. Đi vào ăn bánh. Đấy, con cắt đồ lên. Đây mà. Cắt vào. Sao trông hình xịn đây con? Lát ơi, bọn chị gửi gì? Rồi, con vào lớp đi nha. Hai con nha. Con về bán chị. Không, chào bố chưa? Ở bên bọn chị mua rồi. Chào bố chưa? Vâng.